Xin chào tất cả các em. Trong buổi học trước, các em đã học chăm sóc người bệnh hệ tim mạch thường gặp. Hôm nay cô cùng các em sẽ tìm hiểu thêm một bài nữa, đó là bài chăm sóc các bệnh hệ hô hấp thường gặp. Vậy sau khi học xong bài này cần đạt những mục tiêu gì? Cô trò chúng ta sang phần thứ nhất là phần mục tiêu. 1. Áp dụng kiến thức giải phẫu, sinh lý, các kiến thức về bệnh học, quy trình điều dưỡng để nhận định và lập kế hoạch chăm sóc được người bệnh mắc các bệnh hô hấp. 2. Thể hiện được vai trò đạo đức của người điều dưỡng trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh. 3. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tra cứu tài liệu, khả năng thuyết trình để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho người điều dưỡng tương lai. Để hoàn thành được các mục tiêu trên, chúng ta sang phần nội dung. Phần 1. Phần bệnh học. Bệnh đầu tiên cô trò ta tìm hiểu là bệnh viêm phổi. Viêm phổi là quá trình viêm nhiễm của nhu mô phổi, gồm phế quản tận cùng, phế nang và tổ chức liên kết. Có hai loại viêm phổi là viêm phổi thùy. Quá trình viêm chỉ khu trú ở một vài thùy phổi, thường gặp ở người trẻ tuổi, phế quản phế viêm. Quá trình viêm lan rộng, thường gặp ở người già, trẻ nhỏ. Viêm phổi thùy hay gặp hơn. Cơ chế bệnh sinh. Khi viêm phổi, vùng tổn thương bị xung huyết mạnh, các mạch máu giãn gây thoát dịch, hồng cầu, bạch cầu, tơ huyết vào phế nang. Vì vậy, vùng phổi bị tổn thương có cấu trúc đặc hơn. Quá trình thông khí ở vùng đó bị giảm, hậu quả là làm giảm áp suất riêng phần oxy trong phế nang. Máu tĩnh mạch đến phổi qua vùng đó không được oxy hóa đầy đủ. Nếu tổn thương rộng sẽ giảm oxy máu động mạch. Vậy nguyên nhân và điều kiện thuận lợi nào dẫn đến viêm phổi chúng ta sang phần tiếp theo. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi. Nguyên nhân do phế cầu khuẩn là nguyên nhân hay gặp nhất. Bình thường, phế cầu vẫn cư trú ở đường hô hấp. Khi gặp điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch, giảm khả năng chống đỡ của đường hô hấp thì phế cầu trở nên gây bệnh. Các vi khuẩn khác, tụ cầu, liên cầu thường gây bệnh ở trẻ em, người già yếu, hậu phát sau viêm họng, viêm xoang, sởi, cúm. Điều kiện thuận lợi, thời tiết lạnh, tăng tiết dịch nhầy ở đường hô hấp, do bất kỳ trạng thái bệnh lý nào, đều làm tắc nghẽn phế quản, cản trở thông khí phổi bình thường, cơ thể suy nhược, suy giảm miễn dịch, ví dụ bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch, người già, người bị suy kiệt, thuốc lá, khói thuốc lá là điều kiện thuận lợi của viêm phổi, vì nó làm giảm hoạt động của tế bào, có lông chuyển ở đường hô hấp, tăng tiết dịch ở đường hô hấp, giảm khả năng thực bào của đại thực bào phế nang, nghiện rượu, làm giảm phản xạ bảo vệ cơ thể, nằm bất động lâu, giảm phản xạ ho do dùng thuốc, hoặc do suy yếu, hôn mê, ho là một phản xạ bảo vệ cơ thể nhằm tống đờm rãi ra ngoài, làm sạch đường thở. Khi phản xạ ho bị ức chế sẽ dễ bị viêm phổi, bệnh nhân ăn qua sông dạ dày, dễ bị viêm phổi do vi khuẩn dễ xâm nhập, nhiễm virus đường hô hấp trên, làm suy giảm khả năng bảo vệ của đường hô hấp, dễ phát triển viêm phổi. Vậy viêm phổi thùy có những triệu chứng gì? Cô trò ta cùng tìm hiểu. Triệu chứng của viêm phổi thùy, lâm sàng, sốt, bệnh thường xảy ra đột ngột ở người trẻ tuổi, bắt đầu bằng một cơn rét run kéo dài khoảng 30 phút, rồi thân nhiệt tăng nhanh tới 39-40 độ C, mạch nhanh, mặt đỏ. Ở người già thì các triệu chứng này thường không rầm rộ, đau ngực, đau ở bên phổi bị tổn thương, đau tăng khi ho và khi thở sâu, ho và khạc đờm, lúc đầu ho khan, sau ho có đờm đặc lẫn máu có màu rỉ sắt quánh dính, khó thở, thở nhanh nông, có thể tím nhẹ môi. Khám phổi, trong giờ đầu, nghe phổi chỉ thấy rì rào phế nang, giảm ở vùng phổi tổn thương, thời kỳ toàn phát, khám phổi có hội chứng đông đặc, ở vùng tổn thương, gõ đục, rung thanh tăng, rì rào phế nang mất. Cận lâm sàng, chụp X quang phổi, thấy đám mờ hình tam giác, công thức máu, bạch cầu tăng, bạch cầu trung tính tăng, xét nghiệm đờm có thể tìm thấy vi khuẩn gây bệnh. Bệnh viêm phổi thùy sẽ tiến triển và gây những biến chứng gì? Cô trò mình sang phần tiếp. Tiến triển, biến chứng của viêm phổi thùy. Tiến triển, sốt duy trì trong tuần lễ đầu, nhiệt độ 39-40 độ C, khạc đờm đặc lẫn máu. Sau một tuần điều trị, các triệu chứng cơ năng tăng lên, nhưng ngay sau đó thì sốt giảm, vã mồ hôi, đi tiểu nhiều, bệnh nhân thấy dễ chịu và bệnh khỏi, nhưng khám phổi vẫn còn hội chứng đông đặc, hình ảnh X quang vẫn còn tồn tại vài tuần. Biến chứng, trong quá trình tiến triển của viêm phổi thùy, có thể có các biến chứng sau. Sốc nhiễm khuẩn, thường xảy ra ở bệnh nhân không được điều trị đúng và kịp thời. Bệnh nhân có biểu hiện của sốc, mạch nhanh, huyết áp tụt, xẹp phổi, xẹp một thùy hay một phân thùy phổi,
do cục đờm quánh làm tắc phế quản, áp xe phổi, do dùng kháng sinh không đủ liều, sút dai dẳng, khạc đờm mủ, tràn mủ màng phổi, tràn mủ màng ngoài tim, làm cho tình trạng bệnh càng nặng. Khi bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi thùy, sẽ được điều trị như nào? Điều trị viêm phổi, kháng sinh thích hợp cho từng loại vi khuẩn, điều trị nguyên nhân, điều trị triệu chứng, hạ sút, giảm đau, an thần, thở oxy nếu cần. Bệnh thứ hai cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đó là bệnh hen phế quản. Hen phế quản có biểu hiện đặc trưng là cơn khó thở cấp, với tiếng cò cử, cơ chế gây hen phế quản, viêm phù nề, và tăng tiết dịch ở niêm mạc phế quản, co thắt cơ trơn phế quản. Nguyên nhân và điều kiện thuận lợi. Nguyên nhân của hen phế quản chưa rõ ràng, nhưng có các yếu tố thuận lợi dễ làm cơn hen xuất hiện là dị ứng. Các chất gây dị ứng thường là hít phải chất và mùi gây kích thích như phấn hoa, mùi sơn, mùi xăng dầu, lông súc vật, khói thuốc lá, thức ăn, ví dụ tôm cua biển, thuốc, ví dụ thuốc kháng sinh, nhiễm khuẩn, nhất là các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như viêm amidan, viêm xoang, viêm VA ở trẻ em, thay đổi thời tiết, gắng sức, sờ chết tinh thần. Hen phế quản gồm những triệu chứng gì? Cô trò mình cùng tìm hiểu. Triệu chứng, lâm sàng, cơ năng. Hen phế quản biểu hiện bằng cơn khó thở cấp, cơn hen, triệu chứng báo trước, cảm giác khó chịu trong lồng ngực, hắt hơi, ngứa mũi, sau đó cơn khó thở xuất hiện. Cơn khó thở do hen phế quản thể điển hình, có các đặc điểm sau. Khó thở chậm, khó thở ra là chính, ở thì thở ra luôn phải gắng sức, thì thở ra kéo dài hơn thì thở vào. Thở có tiếng cò cử, tiếng rít, mà người bên cạnh cũng nghe thấy. Khó thở tăng dần, bệnh nhân phải ngồi tì tay vào thành giường để thở. Thở rất mệt nhọc, vã mồ hôi, tiếng nói bị ngắt quãng. Cơn khó thở kéo dài 5, 10 phút, hoặc hàng giờ, có khi cả ngày. Sau đó cơn khó thở giảm dần, và kết thúc. Hen phế quản thường không tự khỏi, mà phải điều trị. Khi hết cơn khó thở, bệnh nhân ho nhiều, và khạc đờm trắng dính. Càng khạc nhiều đờm bệnh nhân càng dễ chịu. Cơn hen thường xảy ra vào ban đêm, hoặc khi thay đổi thời tiết. Thực thể, trong cơn hen, mạch nhanh, huyết áp tăng nhẹ, bệnh nhân khó thở, có thể tím tái, nghe phổi có nhiều gian rít, gian ngáy khắc hai phổi, ngoài cơn, không thấy gì đặc biệt. Cận lâm sàng, X quang phổi trong cơn hen, hai phổi sáng, khoang liên sườn giãn, xét nghiệm khí máu, áp suất oxy trong máu động mạch giảm, áp suất CO2 trong máu động mạch tăng, độ bão hòa oxy trong máu động mạch giảm, pH máu giảm có khi toan hô hấp, xét nghiệm đờm, bạch cầu ái toan, bạch cầu đa nhân trung. Tiến triển và biến chứng. Tiến triển, ở mỗi người bệnh có tiến triển khác nhau, có người khỏi một thời gian dài, có người bị liên tục, có phụ nữ sau đẻ thì bệnh đỡ, có người sau đẻ bệnh lại tăng. Trong quá trình tiến triển có thể có biến chứng sau: vỡ phế nang gây tràn khí màng phổi, giãn phế nang, nhiễm khuẩn phổi. Khi hen phế quản có nhiễm khuẩn phổi, gọi là hen phế quản bội nhiễm, suy tim, hen phế quản lâu năm, gây suy tim phải rồi suy tim toàn bộ, trường hợp này gọi là tim phổi mạn, tâm phế mạn. Điều trị trong cơn hen, cho bệnh nhân nằm đầu cao tư thế Fowler, khó thở nhiều cho thở oxy, với cơn hen nặng nguy kịch phải đặt nội khí quản, và thở máy, làm sạch dịch ứ đọng ở phế quản, thuốc giãn phế quản, diafilin, sanbutamol, theophylline, tebutaline, dùng corticoid, dexolone, bù nước điện dài. Do bệnh nhân mất nước qua hơi thở và mồ hôi, nếu có bội nhiễm, dùng thêm kháng sinh. Điều trị ngoài cơn hen, tránh các yếu tố thuận lợi của hen, điều trị các ổ nhiễm khuẩn nếu có, đặc biệt là nhiễm khuẩn vùng mũi họng, giải mẫn cảm nếu là hen dị ứng, phục hồi chức năng, hướng dẫn bệnh nhân tập thở sâu, tập ho, nếu có đờm, vỗ rung lồng ngực. Bệnh thứ ba cô trò chúng ta cùng tìm hiểu, đó là bệnh viêm phế quản mạn tính. Định nghĩa, viêm phế quản mạn tính là tình trạng tăng tiết dịch nhầy của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc tái phát từng đợt, khoảng 3 tuần lễ, ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất là 2 năm liền. Nguyên nhân nào dẫn đến viêm phế quản mạn? Cô trò chúng ta sang phần nguyên nhân. Nguyên nhân, những nguyên nhân trực tiếp hoặc góp phần làm cho bệnh phát triển dễ dàng phải kể đến: thuốc lá, thuốc lào, khói thuốc lá làm giảm vận động của tế bào lông chuyển, của niêm mạc phế quản, làm phì đại và tăng tiết của tuyến tiết dịch nhầy, giảm chức năng đại thực bào của phế nang, kích thích co thắt cơ trơn phế quản. Thực tế thấy bỏ thuốc lá bệnh giảm đi, nghề nghiệp,
Những người tiếp xúc nhiều với bụi vô cơ, hữu cơ như công nhân mỏ than, công nhân luyện kim, thợ cán bông dễ bị viêm phế quản mạn, bụi trong khí quyển, làm cho bệnh phát triển, nhiễm khuẩn đường hô hấp tái diễn, cơ địa dị ứng, khí hậu ẩm ướt, nhiều sương mù cũng là những yếu tố. Triệu chứng lâm sàng. Viêm phế quản mạn là bệnh của người có tuổi, trên 50 tuổi, phần lớn là bệnh của nam giới có nghiện thuốc lá, thuốc lào. Bệnh bắt đầu từ lúc nào khó biết, khi bệnh đã rõ các triệu chứng sau: ho và khạc đờm, thường ho và khạc đờm về buổi sáng, đờm nhầy, trong, dính, hoặc đờm có màu xanh, vàng đục như mủ, lượng đờm trong 24 giờ khoảng 200 ml, mỗi đợt ho và khạc đờm kéo dài khoảng 3 tuần lễ thường, vào những tháng mùa đông, đầu mùa thu. Đợt cấp của viêm phế quản mạn, thỉnh thoảng bệnh lại vượng lên, một đợt cấp do bội nhiễm, trong đợt cấp gặp những triệu chứng sau: ho khạc đờm có mủ, khó thở giống như cơn hen phế quản, sốt, ít khi sốt cao, nghe phổi, có gian rít, gian ngáy, gian ẩm, người bệnh dễ bị tử vong trong đợt cấp do suy hô hấp cấp. Cận lâm sàng, chụp X quang phổi, xét nghiệm máu, trong đợt cấp thấy số lượng bạch cầu tăng, tốc độ máu lắng tăng, xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn gây bệnh, chú ý tìm BK, thăm dò chức năng hô hấp thường thấy giảm. Tiến triển và biến chứng. Tiến triển, bắt đầu bệnh rất nhẹ, người bệnh không để ý vì không ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt. Bệnh tiến triển từ từ, trong 5, 10, 20 năm, trong quá trình tiến triển có biến chứng sau. Biến chứng, bội nhiễm phổi, viêm phổi, áp xe phổi, lao phổi, giãn phế nang, suy hô hấp cấp, suy tim phải là biến chứng cuối cùng. Điều trị, trong đợt cấp, dẫn lưu đờm theo tư thế kết hợp vỗ rung lồng ngực, cho các thuốc long đờm, cho thuốc giãn phế quản. Nếu có dấu hiệu co thắt phế quản, theophylline, salbutamol, amylophylline, cho corticoid để chống phù nề và giảm tiết dịch, cho kháng sinh chống nhiễm khuẩn, ampicillin, gentamicin. Phòng bệnh, tránh những yếu tố kích thích đường hô hấp, đặc biệt thuốc lá, thuốc lào, có biện pháp bảo hộ lao động cho những người tiếp xúc với môi trường có nhiều khói bụi như công nhân làm ở hầm mỏ, điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Những người dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cần được tiêm phòng cúm vào mùa đông và mùa thu. Bệnh thứ tư cô trò chúng ta cùng tìm hiểu, đó là bệnh giãn phế quản. Giãn phế quản, đại cương, giãn phế quản là giãn liên tục vĩnh viễn, không hồi phục của một hoặc nhiều phế quản có đường kính trên 2 mm, do sự phá hủy tổ chức chống đỡ, như lớp cơ chun, lớp sụn của phế quản. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh. Nguyên nhân, do nhiễm khuẩn phổi, áp xe phổi, lao phổi, làm bít tắc phế quản, hít phải dị vật, chèn ép do khối u, phình mạch. Giãn phế quản còn có thể do nhiễm khuẩn đường thở từ thời niên thiếu, như sởi, cúm, ho gà. Giãn phế quản có thể do bẩm sinh. Cơ chế sinh bệnh, nhiễm khuẩn làm tổn thương vách phế quản, gây ra mất cấu trúc chống đỡ của vách phế quản, lớp cơ, lớp chun, lớp sụn, tạo ra dịch đặc làm bít tắc phế quản. Khi ho mạnh các phế quản sẽ phình ra gây giãn, nhiễm khuẩn lan ra mô xung quanh phế quản. Phế quản bị giãn hình túi, mỗi túi giãn thực sự là một ổ áp xe nhỏ. Sự tăng tiết dịch phế quản có thể làm tắc phế quản, gây ra xẹp phổi. Dần dần mô phổi được thay thế bằng tổ chức xơ, khi đó làm giảm thông khí phế nang, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí. Triệu chứng lâm sàng, ho kéo dài và khạc đờm mủ số lượng thường nhiều, đờm lắng thành 3 lớp, lớp bọt ở trên, giữa là nhầy, lớp đáy là mủ, ho ra máu, thường không nhiều nhưng hay tái phát, kéo dài trong nhiều năm có khi không khạc đờm mà chỉ khạc ra máu. Trong trường hợp giãn phế quản thể khô, cơ chế ho ra máu cũng có khi do loét niêm mạc phế quản, sốt, có khi sốt cao, thường xảy ra trong đợt cấp, do nhiễm khuẩn, khó thở, thường xuất hiện ở đợt cấp do co thắt phế quản, ứ động dịch, hoặc phù nề phế quản, nghe phổi, có khi không thấy gì đặc biệt, hoặc nghe thấy ít gian ẩm vùng tổn thương, chẩn đoán xác định dựa vào chụp phế quản và soi phế quản. Tiến triển và biến chứng. Giãn phế quản là bệnh kéo dài, trong quá trình bị bệnh có những đợt cấp, sốt, khạc đờm mủ, khó thở. Trong quá trình tiến triển có những biến chứng như áp xe phổi, viêm phổi, ho ra máu nặng, giãn phế nang, suy hô hấp, suy thất phải. Điều trị, dẫn lưu tư thế kết hợp vỗ rung lồng ngực, hút phế quản, cho thuốc long đờm, cho kháng sinh trong đợt cấp, cho thuốc giãn phế quản, nếu khó thở do co thắt phế quản, điều trị ngoại khoa, cắt thùy phổi, hoặc cắt một bên phổi, nếu tổn thương khu trú ở thùy,
hoặc một bên phổi khi chức năng phổi bên kia vẫn tốt. Phòng bệnh, điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. Khi có ứ đọng đờm ở phế quản, phải dùng mọi biện pháp để làm sạch đường thở. Mọi đứa trẻ ho kéo dài cần phải điều trị ngay, tiêm phòng sởi, ho gà, cúm. Bệnh thứ 5 cô trò chúng ta cùng tìm hiểu, đó là bệnh tràn dịch màng phổi. Tràn dịch màng phổi, đại cương, tràn dịch màng phổi là bệnh thường gặp trong các bệnh lý của bộ máy hô hấp. Tràn dịch màng phổi là tình trạng tích tụ dịch trong màng phổi, rất hiếm khi tiên phát, mà thường thứ phát sau một bệnh khác. Chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi thường không khó lắm, nhưng tìm nguyên nhân gây bệnh rất khó. Khoảng 30% tràn dịch màng phổi, không tìm được nguyên nhân, tràn dịch màng phổi chiếm tỷ lệ khá cao so với các bệnh đường hô hấp. Điều trị nội khoa nhiều lúc không hiệu quả, để lại nhiều biến chứng và di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Ngày nay nhờ có nhiều loại kháng sinh tốt và mạnh nên hạn chế phần nào tỷ lệ tử vong và giảm nhẹ biến chứng. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Nguyên nhân tại phổi và màng phổi, nhiễm trùng, thường thứ phát sau các thương tổn phổi, viêm phổi, viêm màng phổi, áp xe phổi vỡ vào xoang màng phổi, ung thư phổi hoại tử hoặc bội nhiễm, hoặc từ các cơ quan lân cận, gan, màng tim, trung thất, virus, nguyên phát hay thứ phát, ung thư, phế quản, phổi, màng phổi tiên phát, hay do di căn, ký sinh trùng, thường gặp do amip, do áp xe gan, áp xe dưới cơ hoành, vỡ vào xoang màng phổi, sán lá gan, thương tổn ống ngực vỡ vào màng phổi, gây tràn dịch màng phổi dưỡng chấp, dị ứng, bệnh Hodgkin, giai đoạn nặng, bệnh tạo keo, chấn thương ngực, phẫu thuật lồng ngực, tai biến chọc giò màng phổi, không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ngoài phổi và màng phổi thường gặp là dịch thấm do các bệnh lý ở tim, suy tim, gan, xơ gan, thận, hội chứng thận hư, suy thận, suy dinh dưỡng, hoặc u nang buồng trứng, bệnh tự miễn, bệnh tạo keo, viêm tụy cấp, tràn dịch màng phổi. Ở đây chỉ nhấn mạnh đến nguyên nhân do vi khuẩn sinh mủ, thường gặp là phế cầu, liên cầu, tụ cầu vàng. Các thương tổn có thể nguyên phát tại màng phổi, nhưng thường là thứ phát sau các thương tổn phổi, màng tim, hoặc từ các cơ quan khác, như gan, trung thất, áp xe dưới cơ hoành. Cơ chế bệnh sinh, bình thường giữa hai lá màng phổi, có một lớp dịch rất mỏng để hai lá màng phổi trượt lên nhau. Tràn dịch màng phổi xảy ra khi có tăng tính thấm mao mạch, giảm áp lực keo trong máu, thay đổi áp lực thủy tĩnh, giảm tuần hoàn bạch mạch, xuất huyết, trong đó có vai trò của viêm là quan trọng nhất, gây dày màng phổi và chèn ép nhu mô phổi. Nhưng lượng dịch này có thể được thấm trở lại vào gian bào, máu sau khi được điều trị, người ta chia ra dịch thấm và dịch tiết dựa vào lượng protein, men, tế bào, bạch cầu. Sự phân chia này có giá trị trong chẩn đoán nguyên nhân và hướng điều trị. Triệu chứng lâm sàng, có hai thể tràn dịch màng phổi sau: thể tự do, hội chứng nhiễm trùng cấp, sút cao dao động, thể trạng gầy sút, biếng ăn, vẻ mặt hốc hác, lưỡi bẩn, nước tiểu ít và sẫm màu, số lượng bạch cầu tăng, bạch cầu trung tính tăng, tốc độ máu lắng tăng. Hội chứng tràn dịch màng phổi, cơ năng, đau sóc ngực dữ dội, tăng lên khi ho hay thở sâu, hoặc thay đổi tư thế, nếu tràn dịch từ từ thì ít đau hơn. Ho, thường là ho khan, nếu kèm thương tổn phổi, thì đôi khi có đờm trong, hoặc đờm có mủ, ho khi thay đổi tư thế, khó thở, tùy theo số lượng dịch, tốc độ tràn dịch, có khó thở nhanh. Ngoài tràn dịch màng phổi gây khó thở, còn có thể phối hợp do sốt cao và đau. Thực thể, nhìn thấy lồng ngực bên tổn thương gồ cao, khoang gian sườn giãn rộng, lồng ngực kém di động theo nhịp thở, da vùng tổn thương có thể sưng đỏ, phù nề, và có thể có tuần hoàn bàng hệ, sờ thấy rung thanh giảm, ấn kẽ liên sườn rất đau, gõ đục và âm phế bào giảm, hay mất. Nếu dịch ít có thể nghe được tiếng cọ màng phổi, nếu tràn dịch quá nhiều, nhất là tràn dịch bên trái, đẩy tim qua phải có thể gây suy hô hấp cấp, biểu hiện, khó thở nhiều, vã mồ hôi, tím môi và đầu chi, nhịp tim nhanh, huyết áp giảm. Thể khu trú, thường gặp tràn dịch màng phổi, ở cạnh vùng phổi bị thương tổn, người bệnh có hội chứng nhiễm trùng cấp, nhưng tràn dịch thì khó xác định bằng lâm sàng, mà chỉ dựa vào X quang, siêu âm, và chọc giò. Có thể gặp các thể sau: tràn dịch thể trung thất, tràn dịch thể hoành, tràn dịch thể nách, tràn dịch thể rãnh liên thùy, tràn dịch thể có vách ngăn. Cận lâm sàng, chụp X quang phổi ở tư thế thẳng và nghiêng để tìm hình ảnh tràn dịch và xác định thể tràn dịch. Chọc giò màng phổi để xác định nguyên nhân loại tràn dịch, dựa vào màu sắc và làm các xét nghiệm sinh hóa,
tế bào, nuôi cấy tìm vi khuẩn, các xét nghiệm khác, xét nghiệm máu, công thức bạch cầu, xét nghiệm phân tích khí máu, xét nghiệm điện tâm đồ. Tiến triển và biến chứng. Tiến triển bệnh tùy theo nguyên nhân, do vi khuẩn thường khỏi hẳn, do lao tiến triển chậm, dễ để lại di chứng dày dính màng phổi, tràn dịch màng phổi mủ tiến triển chậm, và dễ để lại di chứng dày dính màng phổi, tràn dịch dưỡng chấp tiến triển nhanh, người bệnh chóng suy kiệt, tràn dịch màng phổi do ung thư tiến triển rất nhanh, nếu do ung thư, màng phổi tiên phát thì tiến triển chậm hơn. Biến chứng, suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp, tai biến do các thủ thuật chọc hút dịch màng phổi, người bệnh bị choáng, trụy tim mạch, bội nhiễm phổi và phù phổi cấp. Nguyên tắc điều trị nội khoa, điều trị triệu chứng, chọc tháo dịch màng phổi nếu tràn dịch nhiều, dù là bất cứ nguyên nhân gì, mỗi lần chọc tháo không nên lấy quá 1.000 ml, tràn dịch do ung thư dịch tái phát nhanh, nên có thể đặt ống dẫn lưu, nhưng phải đảm bảo vô khuẩn, tràn dịch dưỡng chấp, chỉ nên rút ít một, tràn dịch mủ, chọc hút nhiều lần kết hợp với bơm rửa màng phổi bằng dung dịch nước muối 0,9%, hoặc có thể đặt ống dẫn lưu, nhưng phải đảm bảo vô khuẩn, bơm thuốc vào khoang màng phổi để điều trị tại chỗ, thuốc hydrocortisone để chống dày dính MANGPHOI, bơm thuốc alpha-chymotrypsin để làm loãng mủ, ở các cơ sở có điều kiện, và người bệnh có chỉ định nên áp dụng hút kín, để hút liên tục giúp cho sự giãn nở phổi, được hồi phục nhanh. Điều trị nguyên nhân, tùy theo từng nguyên nhân. Có thể dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, hoặc penicillin liều cao, kết hợp với zantamicin để điều trị nguyên nhân do nhiễm khuẩn, dùng thuốc đặc hiệu để điều trị lao, dùng thuốc chống ung thư, dùng thuốc nội tiết nếu nguyên nhân do nội tiết, điều trị ngoại khoa, trường hợp viêm mủ màng phổi, đã khu trú sau 1 tháng điều trị nội khoa tích cực, không giải quyết được thì phải phẫu thuật bó cổ màng. Các trường hợp tràn dịch dưỡng chấp màng phổi, do vỡ, hoặc tắc ống ngực, thì phải phẫu thuật phục hồi lại ống ngực. Trường hợp do u nang buồng trứng, thì phải phẫu thuật cắt bỏ u nang, phục hồi chức năng, hướng dẫn người bệnh tập thở sâu, tập làm giãn nở phổi, thổi chai, thổi bóng, nâng cao thể trạng cho người bệnh, bằng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập vận động hợp lý. Trong bài 7 các em đã được học phần chăm sóc chung, phần chăm sóc bệnh nhân hệ tiết niệu. Các em cần lưu ý một số vấn đề như sau. Nhận định. Ngoài việc nhận định bệnh nhân một cách hệ thống, thông qua việc hỏi bệnh, khám thực thể, tham khảo các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, thì người điều dưỡng cần chú ý khai thác một số các triệu chứng hay gặp trong hệ hô hấp sau. Hỏi các triệu chứng, khó thở, mức độ, tính chất, ho và khạc đờm, số lượng, màu sắc đờm, tính chất, có sút không, có phù không, có đái ít không. Hỏi người bệnh để tìm nguyên nhân gây bệnh, có hút thuốc lá không, nghề nghiệp. Môi trường sống, di truyền, bị những bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp mạn, hỏi những vấn đề khó khăn mà người bệnh cảm thấy, lo lắng bệnh tật, mệt, chán ăn, thăm khám, khám toàn thân, thể trạng chung, xem có dấu hiệu nhiễm trùng không, có phù không, có biểu hiện thiếu oxy không, tím môi, tím đầu chi. Khám hô hấp, xem hình thể lồng ngực có biến dạng, đếm tần số thở, tính chất thở, xem số lượng màu sắc của đờm, khám tuần hoàn. Đếm mạch, đếm nhịp tim, đo huyết áp, xác định vị trí của mòm tim, xác định diện đục của tim, khám tinh thần, xem người bệnh có mệt không, có ngủ gà không, kích thích vật vã không, hay quên không, có mất định hướng không, đó là triệu chứng thiếu oxy não. Xem xét kết quả xét nghiệm, từ những vấn đề nhận định trên người bệnh, sẽ đưa ra những chẩn đoán chăm sóc gì? Chẩn đoán chăm sóc, giảm lưu thông đường thở liên quan đến, co thắt cơ trơn phế quản. Tăng tiết dịch phế quản, phù nề niêm mạc phế quản, khả năng làm sạch đường thở không hiệu quả liên quan đến, tăng tiết dịch phế quản, đờm quánh đặc, người bệnh không biết cách ho có hiệu quả. Nguy cơ thiếu oxy máu liên quan đến giảm trao đổi khí ở phổi, nguy cơ nhiễm khuẩn đường thở liên quan đến tăng tiết dịch phế quản, dinh dưỡng không đáp ứng nhu cầu cơ thể liên quan đến, người bệnh nuốt phải không khí vào dạ dày khi khó thở, ho và khạc đờm nhiều nên mệt, ăn kém, uống các thuốc làm mất cảm giác ngon miệng. Người bệnh ăn kém sút cân, lo lắng liên quan đến thay đổi tình trạng sức khỏe, người bệnh thiếu kiến thức tự chăm sóc. Vậy phần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho bệnh nhân như thế nào? Cô trò chúng ta sẽ vào từng tình huống cụ thể để giải quyết. Xin chào các em.